Em sẽ giật mình. Ráng tí xíu nghe cái tráng nữa là xong em. Tí xíu. Đau hả? Nay lấy hơi kỹ. Khó chịu quá, cứ nói chuyện nha Dũng. Ừ, sắp xong rồi với lại Tết, gần Tết tới này chị Dung ráng làm kỹ ra nha. Mấy phút nữa là xong. Quý mặt xong hết rồi, còn có cái tráng lấy tí nữa.